Bà Chikako Fuji, 62 tuổi, sống hoàn toàn ngoài lưới điện. Bà lấy năng lượng từ 4 tấm pin mặt trời lắp ngoài ban công và cũng tự phát điện bằng xe đạp. Nấu ăn thì bà dùng nồi nấu bằng năng lượng mặt trời. Bà Fuji không dùng TV, máy giặt, điều hòa nhiệt độ hay là máy hút bụi. Vào ngày nắng, bà cứ để thức ăn trong nồi trên ban công đến lúc chín, ví dụ như món cá hồi này. Vào ngày nắng, một lát cá sẽ chín trong vòng 1 giờ đồng hồ, một miếng ức gà chín trong vòng 1 tiếng rưỡi. Nấu cơm và nướng bánh thì cần nhiều năng lượng hơn, nên bà dùng nồi nấu bằng năng lượng mặt trời. Bà cũng dùng cả nến để nấu ăn nữa. Tôi sống kiểu này từ hồi xảy ra trận động đất năm 2011. Sau động đất, ở đây điện bị cắt một số lần, nên tôi thấy là phải tự chuẩn bị sẵn nguồn điện. Thế là tôi lắp một tấm pin mặt trời. Thế còn khi trời mưa thì sao? Vào mùa mưa, tôi đạp xe phát điện khoảng 10 phút vào buổi sáng để tự sản xuất điện và trữ vào ắc quy. Một số người gọi lối sống của bà Fuji là khắc khổ, nhưng bà lại thích và cho rằng việc sống như thế này là trong khả năng. Tuy nhiên, vào thời điểm này, bà cũng bắt đầu dự đoán tương lai. Tôi đã sống thế này 10 năm nay, nhưng mùa hè giờ quá nóng, khí hậu bất thường, mà tôi thì đang già dần đi, nên tôi nghĩ để tiếp tục sống như thế này sẽ khó.